Ấn Độ thêm 346.786 ca nhiễm, lập kỷ lục thế giới mới, 2.624 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách tăng nguồn cung oxy y tế cho các bệnh viện đang quá tải với hàng trăm ngàn ca mắc mới mỗi ngày. Ấn Độ đã gọi tình trạng gia tăng ca bệnh COVID-19 hiện nay ở nước này là một trận sóng thần. Chính phủ Ấn Độ đã triển khai máy bay quân sự và tàu để đưa oxy từ nhiều nơi khác từ vùng thủ đô Delhi. Thực sự, nói một cách thẳng thắn nhất, thì ở Ấn Độ nếu bạn có là tỷ phú, thì bạn cũng sẽ chết như dân thường. Bởi vì chả còn chiếc giường nào hay bình oxy nào cho bạn cả. Vì vậy chúng ta mới thấm câu nói, chiếc giường đắt giá nhất là giường bệnh. Chính vì lẽ đó, giới nhà giàu ở Ấn Độ đã sợ vãi rồi. Tiền giờ cũng không có ý nghĩa gì cả. Mắc Covid ở Ấn thì coi như cầm chắc sổ tử thần, nên họ vội vã rời quốc gia. Giá thuê chuyên cơ và vé trên những chuyến bay thuê bao đã tăng chóng mặt khi mà nhu cầu rời khỏi Ấn Độ bùng nổ. Khi mà hệ thống y tế của Ấn Độ cũng đã quá tải, không đảm đương nổi việc chăm sóc cho chính người dân nước sở tại. Các cư dân nước ngoài chắc chắn sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nữa nếu không may mắc bệnh. Những người Việt đang sinh sống làm việc tại đây cũng đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn. Không ít người đã mắc bệnh. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu chia sẻ tình hình COVID-19 ở Ấn Độ kinh khủng đến nỗi chưa bao giờ ông cảm thấy lằn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ để hỗ trợ một kỹ sư người Việt mắc COVID-19 được nhập viện điều trị. Công trường xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam cũng đã thành ổ dịch. Dưới đây là chia sẻ của Đại sứ Phạm Xanh Châu về những ngày qua khi người Việt ở Ấn Độ cùng những người dân đất nước này đang căng mình chống dịch. Trong cuộc đời của mình, kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy lằn ranh giữa cái chết và sự sống lại mong manh đến thế. Giờ đây, nếu anh mắc COVID-19 ở đây thì chỉ còn trông cậy vào sức đề kháng của bản thân và sự may rủi của số phận. Vì gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng được cho biết là giường bệnh không còn. Máy thở oxy đã hết và oxy cũng hết luôn. Trong 24 giờ qua đã có 315.000 ca nhiễm và 2.100 người chết. Cứ 40 giây lại có một người chết vì COVID-19. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu đã chia sẻ bức thư đẫm nước mắt ông gửi cho nhân, một kỹ sư Việt Nam đang xây trụ sở đại sứ quán vừa mắc COVID-19. Bức thư không chỉ bày tỏ sự thương tiếc của ông Châu với những người đồng bào đang ở nơi đất khách quê người, mà còn mô tả rõ thực trạng dịch bệnh tại đất nước Ấn Độ, nơi COVID-19 đang càn quét kinh khủng nhất. Nhân ơi, xin em đừng chết. Nhân yêu quý, từ lúc em nhập viện, 24 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà đại sứ không nhận được bất kỳ tin tức nào của em. Một tuần qua thật khủng khiếp, mọi việc diễn biến nhanh không ngờ. Mỗi hôm thứ năm tuần trước, 15 tháng 4 sau khi đi công tác về, đại sứ cùng em còn say sưa bàn các giải pháp chống thấm cho trụ sở mới của đại sứ quán. Thì ngay hôm sau em đã sốt và phải nghỉ ở nhà. Cũng đúng chiều hôm thứ Sáu, 16 tháng 4, thủ hiến vùng New Delhi lên TV công bố lệnh phong tỏa toàn bộ thủ đô khi đợt dịch lần thứ hai bất ngờ tấn công Ấn Độ với số ca nhiễm trên 200.000 người chỉ trong 24 giờ. Thách thức đầu tiên là không tìm được nơi để xét nghiệm cho các em vì đâu cũng quá tải. Mới tuần trước gọi xét nghiệm trước khi đi công tác là họ đến luôn. Giờ đây được xét nghiệm cũng trở thành một đặc ân. Sau xét nghiệm phải đợi 2-3 ngày mới biết kết quả. Ngay cả đến bây giờ kết quả xét nghiệm của một số em cũng không tìm thấy vì tất cả trở nên hỗn loạn vì quá tải. Nhân yêu quý, sau 5 ngày nhiễm bệnh em vẫn sốt rất cao, ngủ ly bì và nhiều lúc không tỉnh, đến mức anh Hải phải gọi điện bảo: "Đại sứ ơi, anh Nhân sốt cao 39 độ liên tục, nồng độ oxy dưới 90%, có hiện tượng bội nhiễm, phải đưa gấp vào viện thôi." Nhưng vào viện nào bây giờ? Cả đại sứ quán ai có đầu mối nào đều lần lượt gọi điện, tìm mọi cách để có giường cho em, nhưng vô vọng. Đại sứ đã cố gắng tìm cách tiêm vaccine COVID-19 cho các em, nhưng chưa kịp triển khai thì các em đã ốm, mà ốm rất nặng, dù đều còn trẻ và rất khỏe. Hàng ngày vẫn chạy đá bóng rất nhanh. Hình như virus chủng mới B.1.617 của Ấn Độ tấn công rất nhanh và tàn phá rất mạnh, kể cả những người trẻ tuổi. Một sự khác biệt lớn so với đợt dịch lần đầu. Nhân yêu quý, như em cũng biết, khi đại sứ gọi điện đến bệnh viện Apollo, bác sĩ Henrinder
bảo không còn giường nữa, vì mấy chục bệnh nhân đang chờ một giường. Ông gợi ý chuyển em vào cơ sở 2 của họ là khách sạn Praja Crown, giá khoảng 10.000 rupees, 3,1 triệu đồng một ngày để theo dõi. Nhưng ở đó không có máy trợ thở. Anh Hải gọi đến bệnh viện Primus, thì bác sĩ Sanchez báo hết giường. Anh Thường gọi điện đến bệnh viện Sharma, thì bác sĩ Amit nói oxy chỉ còn đủ 40 phút cho những người đã nằm trong viện. Khi em Đức gọi cho bệnh viện Dr. AML, họ báo cũng không còn giường và máy thở. Thật trớ trêu khi vào thời điểm cùng quẫn và chẳng biết hỏi ai, các nhà ngoại giao lại trở thành hội đồng y khoa, quyết định việc cho các em dùng loại thuốc gì. Thế là nửa đêm giữa phong tỏa, anh Hải lặn lội đi mua thuốc cho em kịp uống để hạ sốt. Nhưng hôm sau, nhân vẫn không đỡ. Dự báo tình hình có thể bất chắc, sứ quyết định trực tiếp đưa em vào viện vì sợ rằng nếu không đi cùng, có thể giường đó sẽ lại bị dành cho người khác. Đúng như dự đoán, mãi 3 tiếng sau khi đại sứ về, em mới được nhập viện vì họ không tìm thấy kết quả xét nghiệm dương tính của em. Nhìn thấy em lê lết ngồi ngoài đường chờ đợi mà lòng đại sứ quặn đau. May mắn thay, khi em tiếp cận được bình oxy thì nồng độ oxy trong máu của em chỉ còn 80%. Nhân yêu quý, trong 24 giờ qua khi em nằm bất tỉnh, bao mạng người đã phải nằm xuống vì Covid-19. Số ca nhiễm tại Ấn Độ đã vượt 345.147 ca với 2.621 người chết. Trong 24 giờ qua, cứ 32 giây lại một người chết vì Covid-19. Tại bệnh viện Gangaram, New Delhi, 25 bệnh nhân chết vì bị ngắt mạch máy thở oxy. Trong khi đó, 15 bệnh nhân chết tại bệnh viện Vijayalal, Mumbai do phòng hồi sức cấp cứu bị chập điện cháy. Trước đó 2 ngày, khi em còn mê man, 22 bệnh nhân Covid-19 đã chết tại bệnh viện Nasik vì rò rỉ khí oxy. Nhân ơi, với tư cách là một đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tôi ra lệnh cho em không được chết vì dự án của chúng ta vẫn còn dang dở. Ngôi nhà Việt thật đẹp giữa thủ đô New Delhi đang đợi chúng ta hoàn tất. Nhân ơi, xin em đừng chết vì em còn rất trẻ và vợ con em đã gửi gắm em cho đại sứ. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi qua đợt dịch này, xây xong trụ sở cho đại sứ quán và bình an. Và cuối cùng, em có nghe tiếng khóc của bao người đang chầu trực ở bệnh viện mà người thân của họ đang chết vì không thể tiếp cận máy oxy và giường bệnh. Vì thế, em không được phép chết để đỡ phí đi một cái giường mà nhờ nó có bao nhiêu tính mạng đã có thể được cứu sống. Đại sứ tin em nhất định sẽ chiến thắng và trở về trong sự chờ đợi của gia đình em, trong tình thương yêu của toàn bộ anh chị em trong đại sứ quán và của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ấn Độ. Chúc em vượt cửa tử thành công. Vâng, một lá thư đầy xúc động của đại sứ quán Phạm Xanh Châu hiện đang công tác tại vùng tâm dịch Ấn Độ. Và rất mong là đại sứ quán Châu cũng như là anh Nhân trong bức thư, cũng như là tất cả những người con của Việt Nam của chúng ta trên đất Ấn Độ sẽ vượt qua được đợt dịch lần này. Xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.